mới sáng. Thế là anh giật mình. Ôi thôi, không kêu nữa. Ôi giời, mọi người ơi, thì mấy ngày hôm nay thì anh Hùng anh vẫn chưa dò được con San đấy các bạn ạ. Thì hôm nay mình quyết định mình rủ anh Hùng lên nhà hoang này để dò San. Hai ngày rồi mình không tìm thấy, mình đang muốn tìm ra San bằng cái ứng dụng này anh em này. Đấy, các bạn xem nào clip của mình thì biết. Hôm nay mình nhờ thằng cụ em Lam Ngố này để nó tìm thử cho mình xem nó có được không nhé. Mong muốn là tìm được San cho nó xong các bạn ạ. Chứ hai phần rồi mà chưa thấy. Đấy. Đấy anh ấy, kêu gì đấy? Hình như có hiện tượng rồi em ạ. Em không, nghĩ dò San này có khi là em phải cầm, có khi mới đỏ. Mấy hôm anh cầm chẳng đỏ. Đấy nhá, hôm nay anh cho em tự dò nhá. Anh chỉ quay cho em thôi. Em nghĩ là hôm nay chắc chắn con này sẽ nấp ở đây anh. Ok. Em thấy nó kêu liên tục đấy. Ôi ơi, ơi anh nhỉ. Thấy không? Đấy. Chưa gì đã cầm cây rồi. Em cầm cây đập như đâu thì nó chạy ra chứ anh. Ừ, cẩn thận có rắn rết kìa nhá. Ơ, nút chân anh à. Ấn đi, ấn đi, ấn đi, ấn đi. Nút chân, ấy. Nếu có nút chân là chả chuẩn bị là có nó ở đây ấy. Có dấu chân em hiểu không? Vâng. Có khi đáo lên trên đồi sai không nhỉ? Tinh tinh rồi, em đi. Nhưng mà sao ui, cẩn thận nhớ. Sao nó vẫn không... Cẩn thận, cẩn. Sao nó cứ kêu liên tục hay nó liên tục là sắp tới đó rồi, em hiểu không? Em đi tiếp lên đi. Có rồi đấy. Ôi, anh ơi. Ui, ôi, 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 ôi. Tìm cái San rồi. Tìm cái San rồi anh. Chuẩn San luôn. Ui, thật không anh? Đúng nó rồi, ui dồi. Ở thì em ơi, anh mình xem, ui các bạn ơi. San này, ui dồi. Thế bảo quay cho Lam Ngố tìm được luôn. Ôi giời, con này anh chưa gặp lần nào chưa? Đúng chưa San rồi này. Thấy chưa, ui dồi, thằng Lam đỏ thế nhờ. Ôi nhưng mà vẫn còn nó hồi chấm anh. À đây đây. Đây, thế thì vẫn còn nhân vật bí hiểm này là ai đó, kinh San hay cái gì đó, em hiểu không? Vâng. À, ai giời. Lam Ngố đỏ vãi trưởng à. Em vẫn ngay mà con kiểu gì nó cũng trên đây mà xem. Lam Ngố nó tìm thấy San rồi anh em ạ. Thằng này đỏ thật, nhưng mà hình như vẫn còn San nữa. Vẫn còn nhân vật nữa. Cậu nào lúc nãy nó kêu inh ngồi đấy anh nhỉ. Đấy, mình tìm hai ngày không được, Lam nó tìm phát đầu tiên ăn ngay. Đỏ thế. Nói là số đỏ thật. Em rồi. Hay 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 vào trong nhà hoang này đi em ơi. Không, được. Em nghĩ trên đây nó đẹp hơn anh ạ. Hả? Trên rừng này nó đẹp hơn, nó hay nấp trên đây cho mát. Chứ nhà hoang nhiều rắn nó không vào đâu. Ờ. Ấy. Tiếp đi. Thế là còn tìm thấy San rồi đấy, còn hai nhân vật kia mình không biết là ai thôi. Em hiểu không? Em xem trên anh, nó có nấp trên anh không? Ờ. Không thấy đâu cả. Hoài nhỉ. Có gì không? Thông, đây, đây phải là thông của anh. Hả? Ô đấy lại kêu. Đấy, tinh à? Thôi trên trên khu trên này là khu này người ta không cho vào sâu đâu. Mình tìm quanh đây thôi, xong mình đi vào lốt cái nhà hoang này em hiểu. Đấy tinh 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 tinh. Đấy này, đã chuẩn bị có không? Đi đi, cứ đi thẳng, cứ đi thẳng. Ái chà, ảo thế nhỉ. Làm ngủ đỏ thật. Em hồi này đã bảo em rồi. Sao phát này em thể nó kêu như cái lúc nãy anh ạ. Ui 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 rồi, ra luôn nhân vật mới ui này. Ui thằng này thằng gì đây? Ui rồi. Thôi con này con sao, mới luôn. Sao Lam Ngố toàn chơi con mới này? Ui, đỏ. Để cho anh ấn phát này, để cho anh ấn xem được. À, con này giống như nửa nửa cái gì ấy. Xem lại, xem lại, xem lại, xem lại. Ui ui. Metaton. Ui con này là con gì đây? Một robot cái gì đó. Thôi được rồi. Xem nào, em thử ấn vào đây xem được mấy nhân vật rồi. Còn mỗi cái này thôi anh ơi. Còn mỗi kinh San thôi. Ui ôi, Lam Ngố lại tìm phát ra nhân vật mới. Kinh thật, Lam Ngố đỏ vãi trưởng á. Hay là em nhường cho anh con này đi anh. Còn kinh à? Vâng. Ok. Thế thì em nhường anh xem thử có đỏ không? Thằng Lam Ngố nó đỏ vãi các bạn ạ. Mình làm 2 ngày không được, nó ra phát San lên một con này luôn. Kinh thật, đúng Lam Ngố khác. Thôi, còn một cái kinh này nữa, không biết là ai, mình đi tìm hốt nha. Liệu nó có trong này không nhỉ? Em nghĩ là vào đây cũng nhiều rắn anh ạ. Bây giờ mình chỉ vào ở giữa đây thôi. Vâng vâng. Phát này cứ cái nào kêu inh ngồi ra là kiểu gì cũng gặp anh ạ. Ôi ơi. Ôi kiểu phát này em nghĩ là phát này phát được luôn này anh ạ. Anh như thế anh giật mình. Ôi thôi, không kêu nữa. Ôi giời. Ôi giời. Vua đây rồi. Vua đây rồi anh ơi. Đây mới là vua là ai? Đây mới gọi là San vua này. Kinh San đây rồi. Kinh San, ui giời. Đánh thu phục nhá. Anh cũng đỏ ơi.
chứng tỏ khu nhà hoang này nó có những... Vâng, nó nấp ở đây anh. Ôi, con này khó thu phục quá em ơi. Ôi, ôi. Ô, sao lại ra Metatron? Game này hack anh. Sao thế nhỉ? Mình vừa rõ ràng mình thu phục San mà. Ôi giời ơi. Rõ ràng ra Metatron. À, ra xa San kinh luôn. Vâng. Sao thế nhỉ? Nó đi đâu mất rồi em ạ? Bực quá. Mất rồi. Còn đấy khả năng khó bắt. Nó hiện ra nhưng mình không bắt được. Ôi. Lại chân à? Lôi phát lại nhé, không được anh em mình. Vâng, vâng, không là anh em mình về thôi chứ bây giờ cũng muộn rồi anh. Anh em mình đi xuống đường cái tìm anh đi. Khả năng nó nãy nó chạy ra đấy rồi. Đi ra cái xe của mình đi. Khả năng có thể đi ra đấy. Chán quá anh nhỉ. Tưởng thu tưởng lúc con đấy là xong xong game. Ai ngờ này. Ừ. Các bạn, lấy giờ anh em đi thu phục cuối cùng này. Toàn. Hay là có khi nào con San đi bể bơi rồi anh? Đi thì bể bơi. Ghê, em thấy có chữ bể bơi, khả năng đi tắm rồi. Ừ. Ôi ôi, cái gì đây? Nó ở trong cái bụng. Đây rồi này. Ôi ơi, lại đốt chân này. Nó vẫn nàng vạc ở đây thôi em. Không có ai ạ. Không có. Vừa nãy cái đồ này có. Con San này nó chạy nhanh thế nhỉ? Rõ ràng em nãy em tưởng là thu hụt của San, ai ngờ này. Ôi, có người anh ơi. Anh ơi. Đây, có nước chân. Đây, có nước chân này. Ừ. Con San này có đôi chân là sẽ có nó ở đây thôi. Kêu liên tục mà không thấy nhỉ. Hết kêu, à lại vẫn kêu anh. Hay nó bơ vào người Nam Ngố nhỉ. Có khi nào nó... Hết kêu rồi, quay sang Nam Ngố hết rồi. Con này chứng tỏ con cuối, bót cuối khó tìm quá em ạ. Ôi 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 ôi. Phát này kiểu gì cũng được anh ạ. Tưởng anh Hùng đỏ thế nào, ai ngờ cho anh Hùng đụng phát. Tưởng được rồi cơ. Đâu rồi? Tinh tinh từ lấy nào. Đây rồi em ơi. Đây mấy chùm cuối này. Đây phát này. Từ từ nhá. Nhưng mà em nghĩ phát này khả năng lại biến thành con khác sao anh? Từ từ nhá. Bình tĩnh không? Bình tĩnh anh. Cố đi. Được đi. Ui giời ơi. Không được em ạ. Cày thế. Thôi có khi nào anh em mình... Con này đúng là chùm cuối em ạ. Khả năng là để tập sau để bắt lại con này đi. Vâng, vâng. Con này bây giờ nó hơi ảo. Đấy các bạn ạ, hôm nay gần như là tìm thấy hết toàn bộ rồi nhá. Chỉ còn lại một con chùm cuối này thôi, nhưng mà kinh San, nhưng mà không có thể tóm được nó mặc dù phát hiện nó ra rồi. Nên là bây giờ là anh em mình khả năng sẽ dừng clip ở đây để ra một cái phần tiếp theo để bắt nốt cái con kinh San cho anh em xem. Vâng, vâng. Ok anh em.